nó ra gửi cực mạnh luôn, hủ nửa ký 85k. Đó, hủ nửa ký 85k, mình pha nước tưới. Tưới gốc á. Cái này tưới được xịt được bình thường nha mọi người. Có thuốc xanh lá dày lá trên cây bưởi không? Dạ có, xanh dày lá. Xanh dày lá mình xài combo này giùm em nè. Nó vừa xanh lá dày lá mà đọt rất là mập, đọt cành rất là mập luôn. Và lá nó mở ra bản to luôn nha mọi người. Anh Xuân Trúc, anh xài combo này giùm em nè, là bao gịch luôn. Khách em xài rất rất là nhiều rồi. Combo này là hàng nhập nha mọi người. Chai này là nhập của Mỹ nha. Còn cái gói này là nhập của Thái. Thì cái chai này nó là lân hữu cơ, cho nên là có lân vô nó vừa ra gãy, vừa đi đọt mập tròi. Đó, mập đọt mập tròi mà cái lá mình mở ra to lắm nha. Còn cái gói này là nó là chung vi lượng, nó bổ sung ma nhê, lưu huỳnh, bo sắt, đồng kẽm, mangan đầy đủ ở trong đây, cho nên là mình xịt vô cái lá rất là xanh, xanh dày cứng lá. Và đặc biệt anh này anh có hữu cơ rất là bóng lá.